Vâng, xin chào bác, đây bên kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu dòng road bike, dòng xe đua cao cấp mới 75 đến từ thương hiệu Mitsubishi Sao full carbon, với tông màu rất đẹp đấy nhá. Thiết kế với bộ khung khí động học lực, bộ khung full carbon với tông màu chủ đạo tông màu đen đỏ và màu trắng đấy nhá, rất nổi bật. Mọi người xin mời nhóm bảo vệ chiếc xe. Vâng, xin cùng mình bác, đây là cái mẫu dòng xe road bike cao cấp mới về bên em. Nhiều bác hỏi em về những dòng xe đua carbon cấp thì lai em về một chiếc đây, đến từ thương hiệu Mitsubishi Sao full carbon. Thì thương hiệu Mitsubishi em đã review trong thời gian vừa qua rất là nhiều rồi, đa số là những dòng xe tô đinh và dòng thể hình. Mitsubishi thì cũng là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng về dòng xe đạp thể thao. Và lại em về với tông màu chủ đạo, tông màu màu đen cũng nhé, điểm chỉ đỏ và trắng trên khung xe rất là nổi bật. Và xe được thiết kế với bộ khung mang phong cách hiện đại, khung dẹp, thiết kế theo bộ khung khí động học lực thời hiện đại ấy. Xe chạy với bộ rơm sườn, model là Mitsubishi Sao. Các bạn lên trên mạng để tìm hiểu thêm khung full carbon. Xe đánh giá còn rất đẹp đó nhá, người chủ cũ đi rất giữ gìn xe. Xe thiết kế với bộ khung khí động học lực, khung dẹp, với tông màu cũng rất là đẹp, tông màu đen, đỏ và trắng. Ba tông màu chủ đạo của dòng xe đạp thể thao rất nổi bật, một trong những dòng xe cao cấp mới em mới về dòng road bike xe đua. Hộp hút ghi đông nhôm chính hãng bản theo xe. Xe sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Shimano 1.5. Bên phải em được sử dụng với bên tay lắp bên tầng niệm của Shimano 1.5. Đằng trước sử dụng với cụm phanh 3 mảnh của Shimano 1.5. Càng carbon được thiết kế bản to, rãnh ở phía bên này nhé. Rãnh ở giữa này. Bên này là vát, nó hơi hõm một chút. Vành chính hãng với bản theo xe, vành nhôm bản là 5 phân nữa nhé, vành bản cao nhé. Mayer chính hãng của Mitsubishi, Mayer bạc đạn. Lốp đằng trước sử dụng với lốp gian, lốp chọc, lốp chính hãng của gian luôn, 700x25C. Cộng yên carbon chính hãng của Mitsubishi, yên hiệu Physics, yên Physics nhé, yên cao cấp này. Mình phải giết thương hiệu để gợi ý. Đùi đĩa Pro Wheel, gạt đĩa Shimano 1.5. Bên ăn bạc đạn của Red Chocpec. Mayer sau được sử dụng với Mayer Shimano 1.5. Xe trang bị với 11 tầng lip, lip và xích còn rất là mới không nhá. Và đặc biệt sẽ được sử dụng với cụm phanh dấu nhá. Bên đằng trước là phanh ngoàm, phanh ngoàm dấu dưới gầm xe nhá. Đây vết bẩn nhá mọi người, không phải là xước đâu, lau qua. Phanh ngoàm dưới đằng trước là đằng sau xe, sử dụng dưới gầm xe. Mayer bọc đạn túi lổ của Mitsubishi, thì rất là to không nhá. Trang bị với 11 tầng lít. Còn chúng ta được khung xe là size 48. Chiều ngang khung là size 50. Chiều các bác đầu nó 6-7 đi vừa. Chiều trang bị với gò đúc Shimano 1.5. May ở bạc đạn là cuối đổ của Mitsubishi cũng nhé. 11 tầng lip. Lên lip rồi. Cú lip.
carbon, cú lổ nhá. Sử dụng với cụm phanh ngoằm giấu dưới gầm xe nhá. Carbon. Bên phải em đùi đĩa Pro Wheel hai tầng đĩa, đặt đĩa 1.5 xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, các bạn đánh giá tổng thể xong chiếc xe đua Nissan Sadao full carbon, xe trang bị với gò rút Shimano 1.5 và đặc biệt xe được trang bị với phanh ngoằm giấu dưới gầm treo nhé. May hoặc là cuối lổ và xe đó tốt với em là 16.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Không bao là con đường qua Zalo 0975 709943 hoặc trên YouTube thì chúng ta đạt đến đăng ký theo cái kênh còn lại có sự ngày mai.